Hạnh các thánh, ngày 28 tháng 6 năm 2023. Thánh Irenaeus năm 130 đến 220. Các văn bản của Thánh Irenaeus giúp ngài có một địa vị cao trọng trong các giáo phụ của giáo hội. Vì các tư tưởng ấy không những giúp hình thành nền tảng thần học Kitô giáo mà còn phô bày và bài bác các sai lầm của phe Gnostic, gìn giữ được đức tin công giáo khỏi những nguy hiểm của lạc thuyết. Có lẽ ngài sinh vào khoảng năm 125, trong một vùng ven biển của Tiểu Á là nơi có đông người Kitô giáo và ký ức về các tông đồ vẫn còn được trân quý. Ngài chịu ảnh hưởng rất nhiều của Thánh Polycarp là người đã từng được gặp các tông đồ hoặc các môn đệ trực tiếp của các ngài. Khi các linh mục và nhà thừa sai người Á Châu đem tin mừng đến cho người Gô và thiết lập một giáo hội địa phương ở Lyon, Thánh Irenaeus đã phục vụ ở giáo phận này dưới quyền vị giám mục đầu tiên là Thánh Potinus. Vào năm 177, Irenaeus được sai đến Roma. Vì thế ngài không được phúc tử đạo như Đức Potinus trong thời kỳ bách hại ở Lyon. Khi trở về, ngài kế vị Đức giám mục trông coi giáo phận. Vào lúc ấy, tuy sự bách hại không còn nhưng lạc thuyết Gnostic tràn lan khắp xứ Gô. Khi thấy các Kitô hữu bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạc thuyết, ngài biết việc phải làm là phô bày các lầm lạc của phe Gnostic. Ngài viết 5 cuốn sách mà trong đó nêu ra các sai lầm nội tại của các lạc thuyết, đồng thời so sánh các thuyết ấy với kinh thánh và giáo huấn của các tông đồ. Công trình này được viết bằng tiếng Hy Lạp mà ngay sau đó được dịch sang tiếng Latin, được lưu hành rộng rãi và rất thành công trong việc đối phó với phe Gnostic. Từ đó trở đi, ở bất cứ cấp độ nào, lạc thuyết Gnostic không còn là một đe dọa đối với đức tin công giáo. Một nhóm Kitô hữu ở Tiểu Á bị Đức Giáo Hoàng Victor III ra vạ tuyệt thông vì họ không chấp nhận ngày tháng cử hành lễ phục sinh của giáo hội Tây Phương. Thánh Irenaeus đã can thiệp với Đức Giáo Hoàng để rút lại hình phạt này. Ngài cho thấy đó không phải là vấn đề quan trọng vì họ theo thói quen cũ mà Đức Polycarp và Đức Giáo Hoàng Anicetus không coi đó là sự chia cắt trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng đã phản ứng cách thuận lợi và hàn gắn được sự bất hòa. Người ta không rõ Thánh Irenaeus từ trần vào lúc nào, nhưng tin là vào năm 202. Thi hài của ngài được chôn trong hầm mộ trong cung thánh của nhà thờ Thánh Gioan, và sau đó được đổi tên là Thánh Irenaeus. Vào năm 1562, nhà thờ và hầm mộ của ngài bị phe Calvin tiêu hủy. Mọi thánh tích của ngài dường như cũng tiêu tan.